Thưa quý vị, hưởng ứng lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, kể từ ngày 18 tháng 11, ngành đường sắt sẽ tổ chức hai chuyến tàu mang tên Hành Trình Di Sản. Những chuyến tàu được dành riêng để phục vụ du khách trong dịp lễ hội với lịch trình thú vị khi lần lượt đi qua 3 nhà ga lịch sử nhằm giúp người dân hiểu thêm về các di sản của ngành đường sắt. Và đối với nhiều người dân Hà Nội thì được có mặt trên những chuyến tàu như thế này thực sự là một kỷ niệm đẹp khi họ lại được trải nghiệm những địa danh vẫn còn in đậm giá trị và hơi thở của lịch sử, cũng như hồi tưởng lại những ký ức hào hùng của thủ đô, của ngành đường sắt xuyên suốt chuyến đi. Đúng 13:20, đoàn tàu LH5 nhận lệnh rời bến. Đây là chuyến tàu dành riêng cho du khách tham gia trải nghiệm lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Với hành trình đi qua 3 điểm ga nổi tiếng là ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm và đặc biệt là qua cầu Long Biên lịch sử. Những hành khách cuối cùng đã lên tàu, ai cũng háo hức cho một trải nghiệm đặc biệt. Cũng giống như nhiều hành khách thì hôm nay chúng tôi cũng rất may mắn có mặt trên chuyến tàu này và được trải nghiệm một cảm giác đi tàu khá mới lạ. Đối với nhiều hành khách cao tuổi thì chuyến tàu này lại vô cùng đặc biệt bởi họ lại một lần nữa được đi trên những cung đường thanh xuân. Vâng, ngay bên cạnh tôi đây thì là bác Trần Hữu Quang, một trong những vị hành khách rất đặc biệt với hơn 50 năm gắn bó với ngành đường sắt. Vâng, thưa bác Quang, bác có thể cho biết là có mặt trên chuyến tàu hôm nay thì cái cảm xúc của bác như thế nào? Tôi đọc ở trên mạng và tôi hết sức ngạc nhiên vì tại sao ngành đường sắt lại có một cái sáng tạo như vậy mà để tổ chức ra một cái đoàn tàu sáng tạo. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì là tất cả những cái di tích của Hà Nội, từ cái tháp nước Sato Đô đến ga Hà Nội, ga đầu cầu tức là ga Long Biên và cái cầu Long Biên Pont du Mai được thể hiện ở một cái chuyến tàu với chỉ có nửa tiếng đồng hồ đi từ Hà Nội qua đây thì tôi thấy sống lại rất nhiều cái cảm xúc. Không chỉ được trải nghiệm một cảm giác đi tàu khác lạ, hành khách trên chuyến tàu đặc biệt này cũng được hòa mình vào không gian sáng tạo tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, khuôn viên chính của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Trong thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 18 đến 26 tháng 11, mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 8 giờ và 13:20. Ở chiều ngược lại, các tàu xuất phát từ ga Gia Lâm sẽ chạy trong khung giờ từ 10:50 và 16 giờ. Thiết kế của chuyến tàu LH5 ngày hôm nay thì bao gồm 7 toa. Trong đó có 5 toa cho hành khách và 2 toa được thiết kế riêng biệt với không gian mở để hành khách có thể trải nghiệm check-in, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc thú vị trên chuyến tàu. Bên cạnh đó thì ban tổ chức cũng bố trí nhiều những ấn phẩm tại đây để du khách có thêm trải nghiệm cũng như là có thêm những kiến thức về bề dày lịch sử của ngành đường sắt quốc gia. Đã lâu rồi cô mới lại được đi tàu hỏa. Và cô thấy là chuyến tàu hôm nay đi rất là vui. Và không phải là chỉ có cô đâu mà có nhiều người, kể cả các em bé cũng thấy rất là vui trong chuyến tàu ngày hôm nay. Thành phố Hà Nội nói chung cũng như ngành đường sắt nói riêng đang sở hữu rất nhiều những địa danh được ví như viên kim cương, những di sản cực kỳ có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Thông qua những chuyến tàu như LH5, nhiều thế hệ trẻ đang sinh sống và học tập tại thủ đô cũng có thêm những trải nghiệm về những địa danh vẫn còn in đậm giá trị và hơi thở của lịch sử, cũng như những thông tin về truyền thống hào hùng của ngành đường sắt quốc gia. Cho dù lịch trình của chuyến tàu không kéo dài, tuy nhiên đối với nhiều hành khách thì chuyến tàu này thực sự mang rất nhiều ấn tượng và ý nghĩa. Đặc biệt là đối với các bạn trẻ thì chuyến tàu này còn tạo cho các bạn trẻ một ấn tượng vô cùng khó phai. Xin hỏi hai bạn thì cái cảm nhận của hai bạn trong chuyến tàu hôm nay thì như thế nào? Em cảm ơn anh vì em cũng đã lâu rồi em không đi tàu hỏa. Hồi bé em có đi rất là nhiều tàu, ví dụ em đi nghỉ mát cùng gia đình là thường là đi tàu hỏa vào trong thành phố Vinh để đi Cửa Lò. Thì qua cái chuyến tàu này em cảm thấy như được trở về tuổi thơ, được đi tàu hỏa một lần nữa. Còn em? Những cái giá trị về lịch sử như là của ngành đường sắt thì em cảm nhận thế nào thông qua chuyến đi này? Ngược lại với bạn em thì em không đi tàu quá nhiều và cái nhờ có cái sự kiện lần này thì em có thêm cái trải nghiệm và biết thêm về
một chút về ngành đường sắt của Việt Nam và những cái chương trình mà trong cái ngày hôm nay thì nó mang lại cho em nhiều cái trải nghiệm mới và em thấy là rất là thú vị. Với những chuyến tàu di sản hôm nay, ngành đường sắt không chỉ mang tới lễ hội thiết kế của thủ đô những màu sắc khác lạ, những nét chấm phá in đậm giá trị lịch sử, mà còn mong muốn gửi đến nhân dân thông điệp về ngành đường sắt giàu truyền thống, vẻ vang, hào hùng, nhưng cũng rất cởi mở và mong muốn góp sức mình cùng nhân dân và đất nước.